Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hạng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Con xin kính chào quý ông bà và anh chị em trong ngày thứ ba sau Chúa Nhật 20 thường niên 5C hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một lần ngồi nói chuyện hàn huyên với một vài quý ông quý anh ở một xéo xứ nọ, thế thì khi mọi người đang còn ngồi nói chuyện với nhau vui đùa, thì một ông vừa nói rằng: Thưa cha, giới thiệu với cha, đây là một trong những người khá giả giàu có nhất trong giáo xứ của chúng con đây. Rồi câu chuyện tiếp theo, một người khác lại nói thế này: Thưa cha, ông này giàu thật, nhưng mà ông này khó vào thiên đàng lắm phải không cha? Thế con mới hỏi tại sao ông ta lại không vào thiên đàng, khó vào thiên đàng. Người kia mới trả lời rằng: Thì trong tin mừng Chúa Giêsu nói rằng người giàu có khó vào nước thiên đàng. Vâng, kính thưa cộng đoàn, người giàu có khó vào nước trời cũng là nội dung được nói trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Để có thể hiểu được lời nói của Chúa Giêsu, ta cần quay trở lại với bài tin mừng ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta mừng lễ mẹ Maria hồn xác về trời nên có bài đọc riêng. Còn nếu mùa thường niên, chúng ta sẽ nghe bài tin mừng kể về việc một anh thanh niên giàu có tới gặp Đức Giêsu để hỏi phương thế để được sự sống đời đời. Và sau đó Chúa Giêsu đề nghị anh ta rằng: Hãy về bán tất cả những gì anh có mà chia cho người nghèo, rồi đến theo tôi. Thì tin mừng nói rằng anh ta xa xẩm mặt mày, buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Sau khi người thanh niên giàu có này quay mặt đi, thì Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ rằng: Anh em ơi, người giàu có thật khó vào nước trời. Chúa Giêsu còn lấy một hình ảnh rất tương phản, đó là con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước trời. Vậy phải chăng hệ giàu có là khó vào nước trời ạ, thưa cộng đoàn? Còn nghèo thì được dễ dàng, thưa không? Người giàu khó vào nước trời, và người nghèo cũng khó vào nước trời. Không phải hệ giàu là khó mà hệ nghèo là dễ. Và ngược lại, cũng không phải là giàu là không có cách vào nước trời. Thực ra thưa cộng đoàn, giàu hay nghèo không quan trọng, cho bằng là cái thái độ của chúng ta đối với của cải trần gian này. Anh thanh niên trong bài tin mừng ngày hôm qua đó, là bởi vì anh ta chỉ muốn thêm mà cũng không muốn bớt. Anh ta muốn vào thì Chúa chỉ cho anh phương thế để vào, nhưng mà anh ta không vào, bởi vì anh ta quá bám víu vào của cải vật chất. Anh ta không muốn từ bỏ, không muốn mở ra để chia sẻ cho mọi người, nên anh ta không vào. Chứ không phải là Chúa không cho anh vào, chứ không phải là anh ta không thể vào được.
Mà Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói rằng người giàu có khó vào nước trời, chứ không phải là Chúa nói rằng người giàu có không thể vào nước trời. Hai cái đó khác nhau. Khó nhưng cũng có thể làm được. Còn bảo là không vào thì không có cách nào vào. Không thể vào nghĩa là không có cách nào. Vậy thì nếu giàu có ta làm gì để mà vào nước trời? Thưa, nếu ta nhận ra rằng của cả vật chất, tất cả những gì ta có là ơn của Chúa ban để rồi, ta không quá bám víu vào nó, ta biết dùng những của cải đó để chia sẻ cho những người nghèo khổ, cho chị em của mình, thì đó là của cải, lại trở thành phương thế giúp chúng ta đến gần nước trời hơn. Nhìn vào đời sống đức tin ngày hôm nay, cách riêng là trong giáo hội Việt Nam, còn thấy để các giáo xứ, các giáo phận, các hội đoàn, các dòng tu có khả năng xây dựng cơ sở, mở mang khuôn viên hoặc là làm việc công đồ và cái vân vân, phần lớn là nhờ những sự đóng góp, những sự chia sẻ của những người khá giả, của những nhà hảo tâm. Và giáo phận nói chung, các giáo xứ, các hội đoàn cũng luôn luôn cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm đã chung tay góp sức chia sẻ với giáo xứ trong vấn đề truyền giáo. Vậy thì con nghĩ rằng những cái người đó, họ khá giả đó, họ đang dùng của cải vật chất như một phương thế để họ đến gần với nước trời hơn. Thưa cộng đoàn, một cách nào đó tất cả chúng ta cũng là những người giàu. Chúng ta có người giàu về vật chất, về tiền bạc, nhưng cũng có những người giàu về khả năng, giàu về thời gian, giàu về sức khỏe. Nếu chúng ta biết đem tất cả những cái đó ra phục vụ Chúa và tha nhân, thì con đường vào nước trời sẽ rất rộng mở cho mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra những gì ta có là do ơn của Chúa ban, để rồi ta không quá bám víu vào nó, cậy dựa vào nó, nhưng ta biết tạ ơn Chúa và biết sử dụng chúng cho hợp với thánh ý của Chúa. Đó sẽ là phương thế để giúp chúng ta đạt tới nước trời mai sau.